Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất. Chúng ta đang thấy có hai thanh niên rất là khỏe khoắn, vác đồ giùm bay giờ sáng không chịu đi ngủ mà đi đâu đây? Ủa, đi đón ông, đi đâu ông nội? Sáng sớm đi đâu vậy? Đi đón ông sáng sớm vậy, khuya sáng sớm vậy. 3 giờ là sáng sớm rồi, đi kiếm mới đi. Lên luôn rồi, đóng cửa giùm em nha, đóng cửa giùm em. Nói chung là lịch trình của mình là sáng mai 9 giờ. Sáng phố ba giờ rưỡi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào thầy, chào mọi người. Có thầy ở đây này. Rồi bây giờ là vậy là hai tập nha, hai người thầy rồi. Sau khi chụp tay đi, chụp tay rồi. Không làm dây cho anh Thịnh ha. Chưa gì là đá chân mình bạc xe nè. Cắt cái đá lót vô giùm cái ha. Lúc mà nó chặt vô ngón tay nè. Tại vì lúc đó thằng Dương Linh phải cầm con dao, và con này phải cầm cái chày ấy bột. Thì lúc mà chặt xong rồi chặt lần thì con thằng này xè ra vậy đúng không? Nhưng mà lần thứ hai thằng này phải cướp được con dao. Rồi. Cướp được dao thì thằng này mới chuẩn bị cầm con dao để chém nhỏ này. Thì nhỏ này cầm cái bột, cái đồ đập bột á, cái đồ ăn bột á, thở thì nó mới vô được cái câu thoại đó. Rồi. Diễn. Đang làm gì đó? Làm gì? Mấy cái này người không làm. Em biết mấy cái gì đi. Xin lỗi. Ok, làm lại. Rồi, reset. Make up. Rồi, đi ra ngoài luôn rồi, reset lại. Ra ngoài đi. Cái da của mình sướng nhất là đồ dơ không sợ. Ủa cái này còn diễn cái gì không? Cả chứ. Được chưa? Rồi, diễn ra đi. Rồi, ok. Máy xong. Ok, bây giờ này, bên đó ngay làm gì đi qua bên này hết đi. Máy này lùi đi. Monitor lùi. Cụ đi. Vị này. Chuẩn bị nha, vào vị trí. Rồi, đưa cho Diễn lên nè. Rồi khi nào dây sẵn sàng báo nha. Cây chùi lũi hết liền à. Ông dây lên cái là cây chùi hết luôn. Rồi mặt lên. Rồi chiến. Ơi miền Nam của ta là những đồi núi trầm trồng, là khe suối ma, là thung lũng xanh mượt mà. Một ngày vui muốn làm con dê trắng. Diễn Linh là một chàng trai chăn dê rất là dễ thương và hiền lành. Lúc đầu mọi người sẽ không thấy rằng là anh ta có điểm gì đó đáng chú ý. Là một chàng trai khá là xòe xòa về vẻ bề ngoài, có đằng lôi thôi là đằng khác. Ăn nói cũng như đi lại cũng như cử chỉ của anh ta đúng nghĩa là một chàng chăn dê rất ư là ngây ngô. Nhưng hãy chờ xem sẽ có những điều rất là khác lạ của chàng chăn dê này. Tôi nghĩ Khoan là một cái người mà rất là phù hợp với những cái phim hành động, bởi vì Khoan là một cái người rất là thừa năng lực. Sao? Cái này nó bị tổn hoài rồi mình. Giờ làm sao ta?
Sao cái tuột ra hả? Thôi, để gỡ ra luôn. Đó, cái gì bảo hiểm rồi, phải bảo hiểm qua. Còn lại. Nó bảo nó bị tuột hoài à, mà cái này phải đút vô nè. Cho nó chắc rồi. Rồi mình làm lại còn hơn. Không, lấy cái lâu lắm. Lột ra lâu lắm luôn á. Đó được, em không có quỳ chân này. Em chỉ có quỳ chân này thôi cho nên không sao. Có cái này đi bác ơi. Rồi, chơi luôn. Dĩ nhiên là từ bé Khoa đã có học qua võ thuật, và cái phần võ thuật trong phim này thì nó lại là cái khác hẳn. Cũng nói sơ là Khoa học Vũ Vi Nam, cái bộ môn này nó lại không áp dụng được ngay trong chính cái phim này. Nó là một phim cổ trang, và những màn đánh đấm võ thuật trong phim này thì nó khác. Và cái chính cái khác biệt này là những ngày đầu khi đi tập chung với lại các anh em cascader, Khoa đã nhận ra điều đó và mình phải thay đổi rất là nhiều. Việc đánh võ ngoài đời thì nó là thực chiến, thì nó phải đánh là phải trúng. Và nhưng mà quay phim thì mà nếu mà mình đánh cả 15-20 tác mà đều trúng như thế này thì chắc chắn là bạn diễn sẽ không chịu nổi. Và mình phải cũng là cái đấm đó, nhưng mà mình sẽ đấm nó lực khác đi và cái góc tiếp xúc nó khác đi. Nhưng mà lên phim ảnh thì nhìn cái ở một cái góc quay đó nó vẫn cho mình cái hiệu quả tương tự. Và nó sẽ cho mình được cái việc làm việc cả một ngày dài, chứ không phải chỉ quay được hai tác xong rồi nhập viện là hết. Có chừng che mất hả? Ok, rồi. Set. Ê, khoan, từ từ, khó nhiều quá, chờ. Rồi, chơi. Võ trong phim này thì Khoa cũng tham gia khá là nhiều trong cái việc tạo dựng riêng cái cách đánh của mình trong phim này. Là tại vì cái anh chàng Trăng Dê này chắc chắn không thuộc một cái môn phái nào rõ ràng cả. Và anh ta có một cái kiểu đánh nó hơi hoang dã một chút xíu. Và Khoa cũng phải lồng ghép vào rất là nhiều những cái ngón đòn nhìn hơi lạ mắt so với cái võ truyền thống mà mình đã học là Vũ Vi Nam. Nhưng mà Khoa nghĩ rằng là nó hiệu quả cho cái bộ phim này. Ngồi lại cho nó đẹp cái Khoa. Mai thì dựa vô. Đó. Đẹp. Bây giờ nằm lên chân luôn có được không? Được đâu. Tập trung. Giờ cho diễn thử luôn dựng lên đây. Đừng tối lại không? Bánh tiểu. Tôi xác cái bóc qua đi. Cũng to to hài rồi. Đâu phải không? Đâu có... Thay đồ của anh đây. Đâu có gì. Cái qua lên. Đây. 53 tết 3. Rồi. Let's set. Đô ly. Không cần bao nhiêu của cải, chỉ cần một cuộc sống như mình như là thôi. Ta đã từng nghèo, ta biết nghèo thì không thể nào bình yên được. Diễm My là một cô bé dễ thương và Khoa nghĩ là có chí cầu tiến. My cũng là một người rất là thông minh. Rồi, diễn. Vậy là sắp đủ số rồi. Không ngờ vô tình lần này lại có một số lớn như vậy. Rồi là anh thấy có một mũi đó. Kỳ á, nhiều dấu hiệu không tốt thế nào á. Làm thế nha. Đó, thì đó, trước khi con nói câu đó là con ngồi vậy đó. Con vậy đó. À. Đó, rồi thoảng hướng tại nè. Chỉ cần anh hiểu là đủ rồi. Rồi, cởi áo đó. Không cởi được đâu, còn nhiều nút lắm. Thì chỉ cái cách cởi. Đây là một nè. Khoan, để em cởi thử. Đó, mà phải bạn ngồi kìa. Đó, con giật. Nhưng mà cái lớp này khó lắm. À, rách. Cái này thì sao? Cái này nó là cái mền. Cái này nó là hai lớp. Cho đến giờ Khoa vẫn rất là ngượng và không biết phải diễn tả như thế nào cái cảm giác lần đầu tiên đóng phim mà lại đóng cảnh nóng nữa. Thực sự đây là một cái điều bí mật nhỏ nhỏ thôi, đó là khi đọc kịch bản
Nhìn thấy cảnh có đóng cảnh nóng và quyết định rất là vội vã là sẽ nhận lời đóng phim vì cảnh nóng. Nhưng khi nhận lời xong rồi thì mới biết rõ ràng đây là cảnh khó nhất. Hay là cái gì nó bật ra? Không có bật, trời khó vậy nó mới vui. Hay là nó bật ra hả? Rồi. Từ từ đây anh tí. Lâu rồi. Anh nhắm mắt rồi đó. Không biết gì đâu. Rồi, thử ra, thử ra. Ngại quá. Không, cũng phải nhóm mình cho ta cởi đầu chứ. Nhóm mình cho ta cởi đầu. Khó. Rồi ok, nó đè xuống nè, nó cởi cái nè. Con đè xuống nha. Cởi xuống cái nè. Rồi con lên nó, con lật người nó luôn. Hiểu không? Con lật cho nó nằm trên con hệ. Xong rồi để cho nó ngồi lên con cởi là, áo. Cởi. À, ngồi lên mới cởi áo. À, hiểu không, hiểu không? À, có nghĩa cái đầu tiên là ở đây nè. À, đã. Đầu tiên ở đây nè, đúng không? Em tháo cái dây. Tháo cái. Xong cởi cái này. Rồi. Đó, hay chứ không? Xong rồi sao? Rồi, em tự cởi. Rồi, không, rồi, con cầm cái áo này. Cầm áo, cởi nó luôn. Cởi luôn. À. Xong rồi sao nữa? Đè nó xuống. Nhích mẹ con. Rồi, không. Vừa cởi xong rồi Mai Thị kéo cái đầu nó xuống luôn. Kéo đầu xuống. À. Anh xin được anh ngồi xích xuống nha. Ngồi có đúng chỗ vậy mày. Ghê ơi. Ghê gì ghê. Rồi, kéo đầu nó xuống luôn. Rồi, kéo đầu nó xuống. Rồi nó làm gì? Nằm xuống cho đàng hoàng phải không? Chứ sao gì nó cũng vậy mà. Quay nó dài nằm chu đích. Cái đàn đích cơ. Ai cứu thì ơi. Kéo đầu nó xuống nha. Khoa đã phải làm tâm lý rất là nhiều cho bản thân mình trước ngày quay. Và cứ bị ngại rất là nhiều khi đề cập đến vấn đề này. Đến tận sát vài ngày chuẩn bị quay và không thể có đường thoái lui nữa rồi, buộc phải đối diện với nó và nói chuyện với lại bạn diễn là Diễm My về cái cảnh mình sắp phải đóng, thì nó gần như là một cực hình đối với Khoa vậy. My suy nghĩ trong đầu, My không biết là trời ơi, không biết làm sao mình có thể yêu một cái người có nghĩa là trong đầu My không bao giờ nghĩ là My sẽ yêu một người như vậy, một người lúc nào cũng gọi là sao ta, rất là náo động, hoạt bát, lúc nào cũng không bao giờ ngồi yên được hết. My thì My thích tiếp người đàn ông điềm tĩnh hơn. Khoa rất là dễ bẽn lẽn trước những bạn diễn nữ trong cái công việc ca hát mà Khoa đang theo đuổi. Tất cả những đồng nghiệp nữ đều có một cảm giác là Khoa không có mấy gì thân thiện lắm. Thì đến mức vậy thì qua đóng cảnh nóng ở phim này, rõ ràng nó là một cái bước đột phá rất là lớn trong chính bản thân Khoa. Trước giờ My chưa từng bao giờ đóng cảnh nóng, và khi mà xem những cái bộ phim về có những cảnh nóng thì mình cũng rất là ngại, mình cũng hay bị đỏ mặt. Nên My cũng tâm sự với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là có thể nào đổi My sang một cái vai khác, hoặc là những có cảnh nóng nhưng mà chỉ là phớt qua thôi không. Nhưng mà bác Dũng cũng nói rằng cái vai Mai Thị là một vai ấn tượng. Bất cứ người diễn viên nào trên thế giới, kể cả Hollywood, khi mà họ làm diễn viên rồi á, thì họ coi những cái cảnh nóng đó giống như là một phần của nội dung, một phần của bộ phim. Những cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và mình phải tự nhiên. Mình là một người diễn viên thì mình phải hóa thân vào tất cả các nhân vật. Cả hai là phải nói chuyện với nhau rất là nhiều về những đề tài xung quanh cuộc sống của mình, như là hai người bạn ngồi tâm sự với nhau. My thích cái gì, Khoa thích cái gì, hai đứa có điểm chung gì, và sau đó bàn với nhau là đã từng xem những phim gì có cảnh nóng gì và đã từng thích cái gì. Và hai đứa cũng dần dần nắm bắt được cái sợi dây nó khá là mong manh ở phía giữa. Và hai đứa cứ như thế cứ lần mò theo cái sợi dây đó và đặt một cái niềm tin nó khá là mỏng manh vào cái câu chuyện này. Và từ đó thì My cảm nhận được anh Phạm Anh Khoa là một con người rất là đặc biệt. Anh thích gì thì anh làm đó. Nó rất là nhiều những cái bỡ ngỡ, nó rất là nhiều những cái ngượng ngùng. Và hai đứa cứ phải cố tin tưởng lấy nhau và xem nhau như là người yêu thực sự vậy. Nó là một trải nghiệm khá thú vị đối với Khoa. Anh ơi, em hãy đi, anh hát tên nghe. Tất cả chúng ta sẽ hát một bài hát nào đó quen thuộc. Đồng ý không nào? Bây giờ cháu lên bài đi, ai thuộc hết, đổi cho anh ổng hát. Hai, ba, đi nhanh các bạn bắt đầu. Cháu lên bà, cháu vô màu dao.
thổ trường châu ý châu hay lấy dầm hay lấy dầm thì bà cô ba lanh ô đào nhà mấy ông bà lùi mấy cây na 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 hai con thằng lành khăn không nhau khăn nào đứt chìm ba bằng ngàn bồn hiu và thùng lanh mấy hoang thò con này mày ngu sao mày căng cái khùi mày căng cái khùi mày lấy cái gì mà lái này bà là cái lính bà mày là cái lấy chanh nha bà là cái lính bà đây bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình với một cái con người thật sự là nguy hiểm hơn à, thực ra là bấy lâu nay anh ta rất là âm thầm lặng lẽ. Không biết làm sao mà mọi người cứ luôn thắc mắc là tại sao Khoa luôn vui và cả hát khắp mọi nơi. Bí quyết thì không có gì nhiều đâu, Khoa chỉ tin rằng là khi con người ta đang mệt mỏi thì càng đắm chìm trong cái mệt mỏi đó thì nó không giúp ích gì được nhiều. Thằng này nó số 7 em đi kiếm của anh đó, chứ không phải em nha. Từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ mà đi làm phim mà thấy có một cái diễn viên nào mà sau những cảnh quay khó mà còn có thể trở về mà đùa giỡn ca hát. Cứ mỗi lần Khoa có cảm giác là mình mệt hay là có dấu hiệu đuối sức thì lập tức mình nghĩ đến những chuyện vui, tìm cách nào đó để mình linh hoạt trở lại, để mình xua tan những sự mệt mỏi. Và một trong những cái bí quyết nhỏ nhỏ hơn nữa đó là Khoa hay tranh thủ ngủ ở bất cứ nơi nào, kể cả là khi chuyển góc máy từ chỗ này qua chỗ kia mất khoảng chừng 10-15 phút thì Khoa vẫn có thể nằm lăn ra bất kỳ một góc nào để không ngủ. Tại vì những giấc ngủ ngắn như vậy nó sẽ giúp Khoa tiết kiệm những cái năng lượng rất là nhiều, và sau khi bật công tắc trở lại thì mình lại khỏe trở lại. Anh biết rồi. Yên tâm. Lên kiên căng hà vô kêu cho ra lẹ từ để anh tự lên nằm đây mát lắm luôn á, tỉ gió nó lộng á, chui lên giùm em đi Thủy ơi. Khoa là một cái diễn viên rất là dễ thương, và từng với ai đã từng làm với Khoa rồi á thì sẽ muốn hợp tác với Khoa thêm lần nữa. Một trong những niềm vui rất là lớn của Khoa trong bộ phim này đó, Khoa được quay trở về với lại quê hương của mình để được làm việc. Kể từ lúc mà được công chúng biết đến cho đến thời điểm này, Khoa vẫn chưa bao giờ làm một việc gì ngay trên chính mảnh đất quê hương mình sinh ra. Bộ phim này được quay ngay tại Cam Ranh, Khánh Hòa, chính xác là ngay tại Bình Lập Bình Tiên. Đoạn phim được ở để quay phim trong một thời gian dài ở một cái resort rất là dễ thương và yên bình, là resort Ngọc Sương. Rõ ràng là cái không khí trong lành cộng với lại cái hương vị biển mỗi ngày, mọi người đều có một cái cảm giác chung đó là rất là khỏe khoắn, tươi mới, mỗi ngày thức dậy để mà làm việc. Ban đêm ngủ thì lại nghe tiếng sóng vỗ ùa ập ở ngay dưới chân giường mình. Rõ ràng nó là một khoảng thời gian cũng rất là đẹp và yên bình. Mỗi ngày mà quay xong, cái niềm vui Khoa rất là đơn giản là bắt ghế kê ra phía trước ngay chỗ hiên cửa phòng của mình, là nhìn ra trước biển và ngắm mọi thứ thiên nhiên đang trôi qua ngay trước mặt mình. Nó là một cái cảm giác rất là yên bình mà lâu lắm rồi mình không có được. Và 2 tháng liền, rõ ràng đó là một khoảng thời gian rất là thú vị đối với Khoa. Come home me tight, kiss me my darling, be my tonight, tomorrow will be too late, is now or never, my love won't wait, is now or never, my love. Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất. We'll be right back.